Cosilap là tựa game thể thao cho phép người chơi trải nghiệm bộ môn tác nhau giành chức vô địch thế giới. Trò chơi là tựa game thể thao mô phỏng lại cuộc thi cùng tên do Zalic Game phát hành trên nền tảng di động với lối chơi vô cùng độc lạ. Đồ họa của Cosilap với tạo hình nhân vật 3D vô cùng chân thực và sống động, âm thanh đậm chất thể thao đối kháng với giai điệu mạnh mẽ tạo cảm giác hào hứng cho game thủ. Gameplay của Cosilap vô cùng độc đáo. Khi bắt đầu game, bạn sẽ được tự do tùy chỉnh khuôn mặt cũng như hình thể nhân vật. Các nhân vật NPC của game sẽ hướng dẫn thao tác cho bạn từ luyện tập động tác tay cho đến thời điểm tung đòn sao cho đối thủ choáng váng. Tựa game được phát triển dựa trên một giải đấu vô địch tác nhau đang dần được phổ biến trên thế giới. Theo thể thức thi đấu, cả hai đấu sĩ phải đứng đối diện nhau, mỗi bên sẽ tuần tự tác nhau mà không được tránh né hay đánh lại. Ai còn trụ lại cuối cùng chính là người chiến thắng. Một trong số các nhân vật đồng sở hữu giải đấu Cosilap là ông Dan Whitter, đến chủ tịch của AppSea, một giải đấu võ thuật tự do, cho biết trong tương lai Cosilap sẽ nổi tiếng còn nhanh hơn là AppSea từng làm. Sau mỗi trận đấu, bạn sẽ được điểm để lên hạng cân khác nhau, càng lên cao trình độ của đối thủ, thủ càng lớn có thể hạ gục bạn chỉ trong 1 đến 2 cú tát. Ngoài ra bạn cũng phải luyện tập thể lực để nâng cao trình độ của võ sĩ. Bên cạnh đó, bạn còn có thể nâng chỉ số của bản thân thông qua các trang phục như áo đấu và quần đùi với các chỉ số khác nhau. Nhìn chung, Cosilap là một tựa game thể thao có lối chơi khác hẳn các tựa game khác cùng chủ đề. Theo thông tin từ nhà phát hành, sắp tới những chế độ chơi mới sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn là một fan của những tựa game thể thao thì đây là một lựa chọn khá hợp lý.